đang có hai phần là phần con em là bay em, thì hiện tại thì trước đây anh gửi cho em phần admin rồi, phần bay em rồi, nhưng mà chắc em không biết là em đã biết dùng hay chưa, thì em sẽ review lại thôi. Đầu tiên là nó sẽ có một cái mục là mục nhà nhà cung cấp này, để mở nhà thay. Đây, hiện tại đây là nó sẽ có cái nhà cung cấp nhá. Ở đây thì có thêm từ xóa này, kích vào đây thì thêm này. Sửa thì kích vào đây nhá. Đấy, xóa thì kích vào đây nhá. Tiếp theo là cái danh mục sản phẩm. Ở đây mình sẽ có những đây danh mục thì kích vào đây này. Nó sẽ có ví dụ danh mục như là đầm này, áo sơ mi này. Ở đây hiện tại thì menu anh chỉ hỗ trợ menu một cấp thôi nhá. Đầm này, áo sơ mi này. Đấy. Và khi thêm dữ liệu này, đấy ở ngoài này nó sẽ ra đầm này, áo sơ mi này, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là gì? Sau khi có danh mục sản phẩm thì mình sẽ thêm gì? Thêm sản phẩm. Đã nhập ví dụ như đây là cho 150, cho là 250, giá 500 anh sản phẩm. Đây chọn danh mục là đầm này, cho mình nhập cấp bất kỳ này. Thì ở đây tên sản phẩm là nó sẽ là đầm hoa thiết kế, đầm hoa thiết kế số lượng 200 nổi bật. Ở đây là mô tả sản phẩm nhá, mô tả thì em có thể copy ở đây, nó không có thì thôi thì sẽ copy ở cái đoạn này. Đấy, copy vào đây anh lưu. Đấy, khi mà lưu xong thì nó sẽ có thông tin của sản phẩm. Ở đây em cứ tiếp tục thêm mới nhá, anh chỉ thêm mẫu một cái thôi, anh không thêm nhiều đâu. Đây, sau khi em thêm ra thì ở đây nó sẽ có thông tin của sản phẩm. Đấy. Đấy là về mục sản phẩm. Còn về mục tin tức thì ở đây nó sẽ có gì? Có một cái mục là menu bài viết này. Nó sẽ có mục giới thiệu về tin tức, thứ hai là click vào tin tức này. Sẽ tạo mới một bài viết bất kỳ. Ví dụ như nó sẽ có vào một cái đây, ví dụ như một website nó sẽ có một cái blog. Blog này. Rạng rỡ đón hè, đây rạng rỡ đón hè. Ở đây cho vào menu tin tức nhé, chọn ảnh này, và lộc này. Ở đây nó sẽ có nội dung như này thì copy thôi, ví dụ như copy lại đấy, lưu. Đây sẽ có một cái bài viết đây, ở đây nó sẽ có bài viết này, kênh mình chi tiết này, nó sẽ ra thông tin chi tiết này. Ok, đây sản phẩm, đây sản phẩm ở đây thì nó sẽ hiện tại thì ở đây một sản phẩm nó đang có phân trang theo đây nha, đang còn phân theo là 12 page trên một trang, 12 sản phẩm trên một trang nhé, muốn tùy chỉnh thì em phải tự tùy chỉnh nhé. Đây ở đây mình sẽ có thể xem chi tiết này, thêm một giỏ hàng này, đấy ở đây cũng sẽ có đăng nhập này, đăng ký này. Đấy, đây tài khoản này đã có tài khoản, sai thông tin đăng nhập. À, đây thằng này nó đang còn tồn tại cái session nên là nó đã không có, mình sẽ đăng ký một cái này, hạ link này. Đấy, khi mà đăng ký thành công mình sẽ có một cái tài khoản. Ở đây mình sẽ có phần giỏ hàng này, ở đây giỏ hàng thì ví dụ như mình cập nhật này, đấy nó sẽ tự động chuyển này. Ở đây là thanh toán này, giao hàng tận nơi này. Ở đây thì đăng nhập với được mua hàng nhé. Đấy, khi đã thanh toán thành công thì nó sẽ được có một cái thông báo, và ở đây mình sẽ có gì, một cái phần quản lý đơn hàng đấy, tổng tiền. Có một cái là đây là chi tiết, còn ở trong admin, admin thì gì? Đây là danh sách khách hàng đăng ký nhé, đơn hàng này, đây nó sẽ có thông tin của đơn hàng. Ở đây thì ở đây cập nhật thì mình sẽ có các trạng thái như này, đấy để có thể là ví dụ giao hàng thành công này,
thì bên này nó sẽ chuyển đổi trạng thái là trạng thành công đấy. Đây tìm kiếm thì mình cũng có thể tìm kiếm theo là đầm này, đây nó sẽ ra này đấy, không có gì thì nó sẽ báo không có sản phẩm đấy. Đây báo cáo thống kê xem, đây báo cáo nó sẽ cao cái thông tin ở đây thì mình sẽ phải cao lại cái trạng thái một chút vì trước đây có đổi là trạng thái. Trạng thái này là 3 này. Tất cả đây trạng thái 3 thì nó mới ra doanh thu. Đấy, nó sẽ ra được hết tất cả các doanh thu.